12. Đức Phật Xuất Gia Tát, Buddha Quan Sát. Lịch sử Đức Phật Xuất Gia Tát. Sau khi Đức Phật xuống bệ đá viên tịch, thọ mạng của loài người dần dần giảm từ 90.000 tuổi xuống còn 10 tuổi, rồi lại tăng lên đến A Tăng Kỳ tuổi. Khi thọ mạng của loài người giảm xuống đến 90.000 tuổi, thì Bồ Tát Xuất Gia Tát đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật và tái sanh ở cung trời Đâu Xuất Đà theo truyền thống của chư vị Bồ Tát, nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và phạm thiên để thành Phật tế độ chúng sanh. Ngài giáng sanh xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng bà Papawati, hoàng hậu của vua Ugaha tại kinh đô Sumangala. Sau 10 tháng Bồ Tát đản sanh, vào ngày đặt tên của Thái tử, vì Thái tử lúc ra đời, tất cả mọi người đều được an lạc cả thân lẫn tâm, nên các bậc trí tuệ đặt tên cho Ngài là Xuất Gia Tát, thiện sanh. Đời sống ở vương cung. Đến tuổi trưởng thành, Thái tử sống trong ba cung điện là Siri, Upasiri và Nanda, được hầu cận chăm sóc bởi công chúa Siri Nanda và 23.000 cung nữ của nàng trong 90.000 năm. Sự xuất gia. Sau khi Bồ Tát trông thấy bốn điềm tướng và khi công chúa Siri Nanda đã hạ sanh một hoàng nam tên là Upasena, Ngài đi xuất gia, cưỡi trên con tuấn mã Hamsawatha và trở thành vị sa môn. 10 triệu người noi theo gương của Ngài cũng trở thành những vị sa môn. Sự thành đạo. Bồ Tát Xuất Gia Tát cùng với 10 triệu vị sa môn ấy thực hành pháp khổ hạnh trong 9 tháng. Vào ngày rằm tháng 4, ngày thành đạo của Ngài, Bồ Tát độ món cơm sữa do con gái của vị trưởng giả Siri Nandana ở thành phố Siri Nanda dân cúng và trải qua suốt ngày trong rừng cây xá lá ở gần đó. Buổi chiều, Ngài một mình đi đến Đại Thọ Bồ Đề. Trên đường đi, Ngài nhận 8 nấm cỏ do một người dị giáo tên Xứ Nành Đá dân cúng. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây Bồ Đề, tức cây Maha Quê Lúc, thì vô địch bảo tọa cao 33 hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài thể hiện 4 mức độ tinh tấn chiến thắng ma vương và chứng đắc Phật quả thành bậc chánh biển tri, thể tôn của ba cõi. Ba tháng thời thuyết pháp của Đức Phật Xuất Mê Đá. Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua 49 ngày ở 7 chỗ gần cây Bồ Đề. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, Ngài xem xét nên thuyết pháp tế độ ai trước và thấy người em trai khác mẹ là hoàng tử Xuất Đá Sát Ná và chàng thanh niên Xuất Đề Quá, đứa con trai của vị quốc sư. Hai chàng trai này đã gieo tạo nhiều phước đức trong quá khứ, dẫn đến chứng đắc đạo quả và Niết Bàn. Đức Phật vận dụng thần thông bay đến vườn Sumangala gần thành phố Sumangala, bảo người giữ vườn đi gọi hoàng tử Suddhasana và thanh niên Suddhewa. Trước hội chúng gồm chư thiên và nhân loại do hai vị hoàng tử dẫn đầu, Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân đúng với thông lệ của chư Phật quá khứ. Lúc bấy giờ có 800 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc giải thoát. Đây là Dhamma Bissamaya lần thứ nhất. Một dịp khác, Đức Phật Xuất Gia Tát đánh bại các ngoại đạo sư bằng cách thị hiện song thông gồm nước và lửa gần cây xá lá, sát với cổng của vườn Thượng Uyển Suddhasana. Khi an cư kiết hạ, ngồi trên tảng đá bằng ngọc lục bảo dưới cội cây Parisataka, chỗ ngụ của Đế Thích thuộc cõi Đao Lợi Thiên, Đức Phật thuyết tạng A Tỳ Đàm. Trong dịp ấy có 3.700.000 chư thiên và phạm thiên chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Dhamma Bissamaya lần thứ hai. Lại một dịp khác, Đức Phật Xuất Gia Tát về thăm phụ vương ở kinh đô Sumangala. Khi ấy có 6 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Dhamma Bissamaya lần thứ ba. Ba kỳ đại hội thánh tăng Sannipata. Có 3 kỳ đại hội thánh tăng đệ tử Đức Phật Xuất Gia Tát. Kỳ thứ nhất diễn ra ở Sudama, gần thành phố Sudama Quati. Nơi đây Đức Phật dạy pháp cho những người đến ý kiến Ngài, thâu nhận 6 triệu người vào tăng chúng bằng cách truyền phép xuất gia thiện lai tỳ khưu đến họ. Rồi Đức Phật tụng ô quà đá và tiếng móc khá giữa hội chúng tỳ khưu ấy. Đây là Sannipata lần thứ nhất. Một dịp khác, khi Đức Phật đi xuống từ cung trời Đao Lợi, một đại hội gồm 5 triệu vị tỳ khưu diễn ra. Đây là Sannipata lần thứ hai.
Lại một dịp khác nữa, khi đại đệ tử cánh tay phải của Đức Phật, trưởng lão Suddhasana dẫn 400.000 người đến ý kiến Đức Phật. Những người này đã quyết định với nhau là sẽ xuất gia khi nghe tin người em của Đức Phật, hoàng tử Suddhasana đã trở thành vị tỳ khưu trước Đức Phật và đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Đức Phật ban lời giáo huấn đến họ, tế độ họ thành những vị thiện lai tỳ khưu và tụng Uquada Bà Thí Móc Khá giữa hội chúng có bốn đặc tính ấy. Đây là Sannibbata lần thứ ba. Bồ Tát Gotama là vị chuyển luân vương và được Đức Phật Suddhayata thọ ký. Lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta là vị chuyển luân vương, nghe tin Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, vị ấy đi đến Đức Phật, nghe pháp, dâng hiến vương quyền cùng với bảy loại vật báu đến chúng tăng có Đức Phật chủ tọa, rồi trở thành vị sa môn. Dân cư xứ Diêm Phù Đề tự nguyện làm người hộ độ chúng tăng, thâu thuế và lấy đó để phục vụ Đức Phật và chúng tăng qua hình thức bốn món vật dụng: vật thực, y phục, chỗ ngủ và thuốc men. Rồi Đức Phật Suddhayata công bố lời tiên tri: trong tương lai, người này sẽ thành một vị Phật, danh hiệu là Gotama. Khi được Đức Phật thọ ký, Bồ Tát vô cùng vui sướng và quyết tâm thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật càng tinh tấn hơn. Bồ Tát đã gia nhập vào tăng chúng và thành tựu các lĩnh vực trong giáo pháp của Đức Phật gồm kinh và luật. Như vậy, Bồ Tát đã đóng góp vào việc hoằng dương giáo pháp của Đức Phật Suddhayata. Sau khi tu tập pháp thiền tứ vô lượng tâm, pháp thiền dẫn đến tái sanh ở cõi Phạm Thiên, luôn luôn chánh niệm trong ba oai nghi, đi, đứng và ngồi không nằm. Bồ Tát đạt đến đỉnh cao của pháp hành là bát thiền và ngũ thông. Vì vậy, sau khi thân hoại mạng chung, Bồ Tát tái sanh về Phạm Thiên giới. Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Suddhayata. Nơi sanh của Đức Phật Suddhayata là kinh đô Suddhamangala, phụ vương là Uggata và mẫu hậu là hoàng hậu Bhagavati. Ngài trị vì vương quốc trong 9.000 năm, ba cung điện của ngài là Sri, Upasiri và Nanda. Chánh hậu Sri Nanda, nàng có 23.000 cung nữ hầu hạ, con trai là hoàng tử Upasena. Ngài đi xuất gia cưỡi trên con tuấn mã và hành khổ hạnh trong 9 tháng. Hai vị thượng thủ thinh văn của ngài là trưởng lão Suddhasana và trưởng lão Suddhayata. Thị giả của ngài là trưởng lão Narada. Hai đại đệ tử nữ của ngài là trưởng lão Ni Naga và trưởng lão Ni Nagasamala. Cây bồ đề là cây Maha Quê Lú. Cây tre lớn. Cây tre có thân to lớn, cành lá xum xuê và rợp bóng đến nỗi không có kẻ hở nào để ánh nắng mặt trời chiếu qua. Cây rất đẹp, thẳng tắp và hấp dẫn. Thân tre chỉ có một đốt, và từ đốt này những nhánh lá mọc ra rất xinh đẹp như lông đuôi của con chim công. Và thân hoàn toàn không có gai, các nhánh chĩa ra bốn hướng, che phủ dày đặc. Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng lão Suddhata và trưởng giả Chitta. Hai cận sự nữ bậc thánh là Subhadra và Padma. Đức Phật Suddhayata cao 50 hát tay. Ngài có tất cả những hảo tướng của một vị Phật. Hào quang từ thân Ngài chiếu sáng khắp phương. Xa bao nhiêu tùy ý, không có loại ánh sáng nào có thể sánh bằng hào quang của Ngài. Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật Suddhayata là 90.000 năm và trải qua 4/5 của thọ mạng. Đức Phật đã cứu vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên thoát khỏi đại dương luân hồi và đặt họ bên bờ kia Niết Bàn. Như những con sóng trong đại dương trông thật kỳ diệu, như các vì sao và các hành tinh lấp lánh chiếu sáng trong bầu trời thật kỳ ảo, giáo pháp của Đức Phật Suddhayata cũng chiếu sáng một cách kỳ diệu bởi những vị A-la-hán. Kinh cảm quán. Đức Phật Suddhayata ấy giống như chư Phật vô thượng trong quá khứ, và những ân đức của Đức Phật Suddhayata ấy tất cả đều đã biến mất. Tất cả những pháp hữu vi quả thật vô ích và không thực chất. Bảo tháp. Như vậy, Đức Phật Suddhayata, bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch Đại Niết Bàn tại vườn Silarama. Tại khu vườn này, một bảo tháp cao 3 gavutta được xây dựng để cúng dường Đức Phật. Kết thúc lịch sử Đức Phật Suddhayata, Suddhayata Buddha Hoàng Xá.